Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Mel TV. Hiện tại mình đang ở khách sạn Sunway ở Malaysia, cụ thể là Kuala Lumpur. Thì mình mới đến đây vào ngày đêm qua. Vào đêm qua mình đi từ Hà Nội tới. Các bạn cũng có biết là mình có tham gia AIA ở Hà Nội á. Tới đây thì khoảng là 7 giờ hơn, gần 8 giờ tối á. Xong rồi mình còn bị lạc ở trong sân bay nữa, nói chung là rất là nhiều chuyện. Nhưng mà sau đó thì mình đến được khách sạn, được các bạn ở bên chương trình của Bắc Chi á dẫn mình đến đây khoảng tầm 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Thì tụi mình nhận phòng và lên ở tại khách sạn này thì rất là đã luôn. Khách sạn này cực xịn nha mọi người. Sau đó thì mình kiểu ngủ lại rồi sáng hôm nay dậy sớm được ăn breakfast free. Xong rồi bây giờ mình chuẩn bị để cùng với các bạn khách mời khác từ các nước Đông Nam Á cũng như là cùng với các player PUBG Mobile ấy, thì tụi mình sẽ đi một cái chuyến gọi là tham quan Kuala Lumpur ở Malaysia. Đấy, đây là của chương trình PUBG Mobile hết. Thì mình sẽ tham dự một cái event gọi là PUBG Mobile Club Open. Đấy, mình là đại diện bên Vivo của Việt Nam. Thì mình thấy ở đây mình vừa mới gặp được là có nhiều bạn đại diện của Vivo các nước như Indonesia, rồi Malaysia, rồi Philippines. Đấy, cũng rất là thân thiện và dễ thương. Hy vọng là mình sẽ có một cái best trip ở đây. Cũng giống như là những cái buổi event sắp tới đây mình sẽ được tham gia thật là vui vẻ. Không biết là có phải chơi game trong event không, nhưng mà hiện tại thì khả năng chơi game của mình nó đang ở cái mức thượng thừa của tệ đó mọi người. Chicken dinner mọi người ơi, mình sợ quá. Sáng tới giờ mình thấy rất là nhiều cao thủ của nước ngoài rồi. Thì ngày mai mình sẽ được thấy họ chơi game. Mong là mình không phải chơi với họ, không là chết. Nhục quá. Ok, thì bây giờ chuẩn bị đi. Bây giờ vẫn còn đang đợi ở sảnh để đủ người rồi đi tham quan Malaysia. Các bạn đi cùng mình nha. Go. Hello mọi người. Hello. Thì hiện tại là mình đang ở gọi là King Place, là kiểu nhà của vua. Thì đây nó tên là, để coi coi, Istana Negara. Istana Negara. Thì ở đây á, là cái cổng hoàng gia, nó cực kỳ hoành tráng. Mọi người cũng thấy cái cổng này là luôn đóng. Thì ở đây mình đang thấy khách du lịch đang chụp hình, mà mình thấy hơi thương thương họ nên mình không dám chụp với mọi người. Mình thấy ai cũng chụp hết, và đây cũng là công việc của họ nữa, nhưng mà kiểu mình cứ thấy thương thương sao á. Đây kiểu làm mặc đồ lính này, xong rồi cưỡi ngựa này. Ở bên này còn có. Ok, nãy mới chụp hình với lại các bạn khách mời và cũng như là player của PUBG Mobile. Ở bên này đây, bên này mình đang nói có cùng một cái anh này, anh phải đứng im, chắc là đứng mấy chục, gần cả chục tiếng á, đứng im như thế và chụp hình khách du lịch chụp hình. Ôi con ngựa kìa. Mà ở đây nắng quá mọi người, mình cảm giác như ở đây là nó nắng còn hơn cả Việt Nam mình ấy. Ở đây gần xích đạo hơn không ta? Đây là buổi trưa đó bạn. Không, nhưng mà ở Việt Nam mình không có nắng bằng ấy. Và không mở mắt được lên là quay vlog mà kiểu nhắm mắt ấy. Nhưng mà bây giờ mình không biết là tí nữa mình có được vào không. Nhà của vua chắc không được vào đâu, nhà chỉ tham quan ở bên ngoài thôi. Chắc tí nữa sẽ được đi chỗ khác, mà chỗ này chỉ để chụp hình thôi nè. Ok. Vậy khi nào đến chỗ khác thì chúng ta lại gặp lại nha. Nắng quá. Bà chú ở đâu đây trời? Thì mình đang ở Kuala Lumpur Tower. Thì cái chỗ này là một cái tòa nhà cao chọc trời luôn. Và hiện tại thì mình đang ở tầng bao nhiêu ta? 250. Cảm thấy bủng rủng chân luôn đó mọi người. Đây là tầng 250 của nhà, tòa nhà Kuala Lumpur Tower. Và các bạn có thể thấy là ở bên này coi như là đây là cái tháp luôn á, thì nó sẽ là một vòng tròn. Ở bên này là mặt kính, có thể nhìn xuống bên dưới toàn bộ view của thành phố. Ui
thấy rõ luôn, nó gần đến mức độ mà có thể thấy được mấy người ở dưới đường đang làm gì luôn á nè. Có ông kia móc cái mũi nè. Có hai người đang hôn nhau nè. Wow, thú vị quá. Do Vivo tài trợ thì mình may mắn là được PUBG Mobile mời đến dự sự kiện này tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hiện tại thì đây là ngày đầu tiên của sự kiện. Thì mình vừa mới xem một trận showmatch đầu tiên của các team đến từ tất cả mọi nơi trên thế giới để lọt vào vòng chung kết. Thì hiện tại mình ở đây mình thấy nó rất là nhiều những cái booth từ các nhà hàng, những hàng tài trợ. Có rất nhiều cái thú vị. Nên là mình muốn quay một video clip để cho các bạn biết là mình tham dự sự kiện như thế nào và có cái gì chơi ở đây nha mọi người. Ok. Ok, thì các bạn thấy mình mặc một cái áo đó là PUBG Mobile Winner Winner Chicken Dinner. Thì đây là cái áo bên ban tổ chức phát cho mình. Đây, có nhãn hàng tài trợ Vivo nữa này. Mình nghĩ là có lẽ là mỗi ngày tụi mình sẽ được bận một cái áo khác màu nhau á. Nhưng mà cái áo này rất là dễ thương. Đây, mình có áo màu vàng nè, màu vàng là màu mình thích luôn. Mình nghe nói ở Malaysia màu vàng là màu tượng trưng cho hoàng gia. Nên mình mặc đồ màu vàng cho lẽ mình là người của hoàng gia thôi mọi người. Wow, cái bố đẹp quá mọi người, đây là bố của Vivo á. Thank you, thank you. Bố nhìn chất lượng vậy. Cái này mình có ở nhà nè. Alright, chụp hình nè. Are you ready for the next performance? Mobile Club Open tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cùng mình xem nào. Vừa mới chúc mừng xong team Món Quân ngày hôm nay đó chính là BTR. Thì team này là thuộc Indonesia và đa số các bạn tuyển thủ ở đây đều rất là trẻ luôn. Mình rất là khâm phục coi mà
kiểu mình đã mê cái team BTS này từ hôm thứ 12 rồi, từ hôm qua rồi, là hả họ bắn rất là hay luôn, và thậm chí là hai ván cuối cùng team này á bỏ luôn, kiểu quăng game luôn, coi như chấp á, chấp tất cả các team luôn vì điểm họ rất cao. Thậm chí là team này còn có MVP của cả giải đấu nữa. Và cái MVP á, cái cúp rất là đẹp luôn, là nguyên một cái chảo vàng. Trời ơi, nhìn má đúng mê luôn. Đấy, thôi thì đây là lần đầu tiên mình được tham gia một cái giải chuyên nghiệp mà còn là giải thế giới của game PUBG Mobile nữa. Và mình thấy rất là hào hứng vì game này mình cũng chơi rất là nhiều, học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm đó nha. Chờ tôi ở nhà đi, rồi sau này tôi sẽ bắn cho mấy bạn xem. Ok thì bây giờ đi về thôi, tối rồi.